Thưa quý vị, mới đây Bộ Xây dựng vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022. Theo đó, Bộ này yêu cầu cắt bỏ những dự án công chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả, cắt giảm số lượng các dự án khởi công mới, đảm bảo từng dự án khởi công mới phải có giải trình cụ thể và sự cần thiết, hiệu quả đầu tư và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ yêu cầu triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng của các dự án khởi công mới để tạo tiền đề tốt cho việc thực hiện dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định, công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, thanh tra trong quá trình đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, gây thất thoát lãng phí trong đầu tư công. Về quản lý sử dụng tài sản công, kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công, xử lý nghiêm các sai phạm, quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên kết nhằm phát huy công suất và hiệu quả sử dụng. Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên kết không đúng quy định. Các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài, kiểm soát chặt việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.